Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến Vest News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Một người phụ nữ đã quyết định giúp đỡ và miễn phí 100% tiền thuê trọ trong mùa dịch này. Tổng số tiền lên đến 400 triệu đồng khiến cho cư dân mạng xúc động mạnh. Mới đây, một câu chuyện về cô chủ miễn phí 100% tiền nhà sẵn sàng giúp đỡ bà con thuê trọ của mình đã gây xúc động mạnh. Theo bài đăng do tài khoản NA đăng tải, một cặp vợ chồng công nhân được chị H, nữ chủ trọ tặng tiền nhà đã phải tạm ngưng làm việc 15 ngày do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Và có lẽ không chỉ gia đình này, nhiều người khác cũng được cô gái tốt bụng giúp đỡ. Một phần tin nhắn giữa cô gái với gia đình này như sau. Dạ, tụi nói nghe nè mấy bà con, cô bác. Không có lo lắng gì về tiền trọ tháng này hết. Ở nhà 15 ngày đã không có công ăn việc làm rồi, giữ tiền đó mua thêm xíu gạo, xíu thịt, xíu sữa cho con cái, vợ chồng nghen. Cho tôi chia sẻ với bà con tiền trọ tháng 7, khỏi đóng gì hết, ráng mà giữ sức khỏe, cùng chung tay với Sài Gòn vượt dịch. Coi như quanh năm bà con cực khổ làm ăn, tất bật rồi, đợt này ở nhà lâu hơn chút cho cha gần con, vợ gần chồng hơn, rồi có giận hơn không mắc gì thì tâm sự với nhau, làm lành đi nè. Ngoài ra, chị H còn sẵn sàng giúp đỡ các khách thuê trọ của mình. Ai mà khó khăn quá thì nhắn tôi giúp được gì thì giúp. Cuối bài viết, cô gái đã gửi lời động viên đến tất cả mọi người rằng Sài Gòn chắc chắn sẽ nhanh chóng khỏe lại, mong bà con cô bác xóm mình cố lên. Khi gia đình người công nhân nhận được tin nhắn chia sẻ, đang không biết lấy đâu ra chi phí để trả tiền phòng. Chính vì vậy, đón nhận được sự giúp đỡ ấm áp từ nữ chủ trọ, họ không giấu nổi sự xúc động và gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Ngay sau khi câu chuyện trên được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho sự tốt bụng của chị H. Họ cũng gửi lời cảm ơn đến chị và mong rằng sự tốt bụng và đạo đức này sẽ lan tỏa khắp toàn xã hội. Chúng mình là Vest News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức này.